Xin kính chào các bác. Ở video clip ngày hôm nay em lại có một video bóc hàng và những cái cặp loa súp, những cặp loa Bose và những cặp loa BMB 900C và những con loa súp để phục vụ các bác hàng chơi Tết. Đây là những cái dòng súp Mỹ, nó có thể đáp ứng được nhu cầu karaoke cực kỳ tốt các bác nhá. Xin nhấn mạnh các bác là không phải cái dòng súp nào cũng có thể hát karaoke đâu các bác. Đây là những con súp mà nó có thể ghép với những bộ karaoke được thì em mới bán các bác nhá, chứ không phải súp nào cũng ghép được đâu các bác. Rất là nhiều bác đi mua phải những con súp, tất nhiên vẫn là súp xịn các bác nhá, nhưng mà rất nhiều bác mua phải những cái súp mà nó không phải là những cái con súp mà nó đáp tuyến, những cái giải tần và cái tiết tấu, gọi là cái mạch nó, cái mạch súp của nó không thiết kế ra để chơi những cái dòng nhạc mạnh cũng như là chơi nhạc karaoke. Thì các bác ghép vào những cái bộ loa karaoke, tiếng nó rất là rền các bác nhá, không ra được tiếng, không chắc các bác. Thì ở video clip này em sẽ báo giá rất là nhiều loa súp và những cái mẫu âm ly đài đó các bác, về được rất là nhiều các bác nhá, những dòng đài xuất Mỹ và loa Bose đó các bác. Thì như mọi khi, những cái dòng loa Bose đặc trưng của nhà em đợt này về các bác, hôm trước rất nhiều bác hỏi cái Bose căng đỏ đây các bác nhá. Đợt này về em sẽ ưu tiên bóc những cái thùng hàng có Bose căng đỏ trước các bác, rất nhiều hỏi Bose căng đỏ này. Đây là những cặp CD2 monitor đời chót các bác, những cặp CD2 monitor đời chót. Và những cặp này thì đây bóc cho anh, những cặp loa này thì nó sẽ là những dòng loa nói phải gọi là huyền thoại nếu có chơi loa Bose các bác. Chơi loa Bose Tết thì đây là những dòng loa mà thực sự bây giờ nó quá ngon bổ rẻ rồi đó. Thì hàng của em cũng chưa vệ sinh đâu các bác nhá, hàng chưa vệ sinh đâu các bác. Chơi với những cặp loa Bose này nó cứ 8 triệu đồng một cặp này các bác nhá, em báo giá nhanh các bác, chốt cứ 8 triệu đồng một cặp này. Bình thường những cặp monitor này đó, CD2 monitor đời chót này không bao giờ dưới 8 triệu 6 hay là 8 triệu 9 đâu các bác nhá. Khánh ơi, đóng lại cửa cho anh Phát, đóng cửa lại cho anh. Các bác ở trong đang test nhạc nhiều các bác nhá, khách đang đến nhà test nhạc nên là tiếng nhạc rất là mạnh. Các bác thì đợt Tết này em về được rất nhiều những cái dòng súp các bác nhá. Đây này, ví dụ những cái dòng CD2 đời chót này các bác nhá, các bác chơi những cặp CD2 đời chót này, những cặp CD2 đời chót này thì tiếng rất là hay các bác nhá. Đó, những cặp CD2 các bác nhìn bát đấy, quá mới quá đẹp luôn các bác nhá, quá đẹp luôn đó các bác, siêu đẹp luôn đó các bác. Thì cứ 8 triệu một cặp này, các bác không phải bàn nhiều, các bác cứ chơi những cặp này 8 triệu một cặp thôi các bác nhá. Em ghi số 8 đây đó, đây 8 triệu một cặp này thôi đó. Tiếp tục này, ở đây này, Bose 601 đó, phú bóc cái này trước cho anh đó. Đó, bóc 601 cho anh đó, 601 CD3 các bác nhá. Vừa lúc sáng nay thì em nói là chỉ còn có một cặp duy nhất thôi, nhưng mà đợt này bóc về lại để em bóc cho anh mấy cặp luôn, bóc một dãy này ra cho các bác xem đó. Riêng những cái dòng này các bác nhá, nhà em bán cho các bác rất là rẻ luôn, 601 CD3 tuy là một dòng loa đắt tiền nhưng mà rõ ràng là khi bán giá hợp lý cũng như là hàng đẹp thì các bác mua rất là nhiều các bác ạ, trôi rất nhanh luôn các bác nhá. Những cái mẫu này bọn em về các bác nhìn nó đẹp như này các bác ạ. Để các bác xem kỹ cái thùng vách của nó các bác nhá. Đây là bẩn này, các bác xem kỹ cái thùng vách của nó, các bác nhìn kỹ đi ạ. Đây, hôm nay em cố tình em quay ở ngoài trời này các bác nhá, cho nó sáng đi các bác. Thì bây giờ cũng đang là 4 giờ, hơn 4 giờ chiều rồi, nên là nó cũng đấy, mùa này thì 4 giờ chiều nó đã bắt đầu xem xem rồi, không được nắng nữa các bác, nó bắt đầu tối rồi. Nhưng mà ánh sáng vẫn là rất là đủ, các bác nhìn rõ cái mộc mạc của gỗ các bác nhá. Chưa có lau bóng, em tìm cho anh mượn một cái dầu bóng này, mượn một tí thôi, một tí dầu bóng này cho bác xem một cái cặp loa mà chưa lau dầu bóng, một cặp loa lau dầu bóng rồi nó như nào các bác nhá. Đây các bác, đây cho anh mượn rồi, cho anh mượn rồi. Đây các bác nhá, một cặp loa đây các bác nhá, một cặp loa mà em lau dầu bóng, các bác nhìn bên đây đấy ạ, các bác nhìn đấy ạ. Thực ra một cặp loa mà bọn em lau dầu bóng ấy thì các bác nhìn, các bác sẽ nhìn qua video ấy, nếu em lau hết ấy, các bác nhìn qua video các bác sẽ thấy nó rất là bóng các bác nhá. Đây này, các bác nhìn thấy không ạ? Đây này, đó các bác nhá. Đây bên này em không lau, các bác nhìn đấy, không lau đây, bên này lau rồi các bác nhìn nó bóng bóng rồi các bác. Đó, nó sẽ hơi bóng bóng một chút thôi nhá. Đây này, nhìn camera qua cái này nó sẽ hơi bóng, các bác nhìn thấy không ạ? Nó sẽ hơi bóng một chút các bác nhá. Như đây bên mộc của nó các bác, có nhìn thấy không ạ? Bên mộc đây, bên bóng bóng này các bác nhìn nó hơi bóng bóng một chút. Chung là nó sẽ do ánh sáng buổi buổi chiều này nó cũng không sáng lắm các bác. Nhưng mà khi lau như vậy bên này nó sẽ bóng các bác nhá. Nhưng em không lau đâu. Nói chung là loa này nó về cực kỳ đẹp, không cần phải lau dầu bóng các bác nhá, nó vẫn cứ siêu siêu đẹp luôn các bác. Siêu đẹp luôn. Và đây em sẽ tháo giật căng ra cho anh. Riêng 601 CD3 thì nhà em về thật sự các bác là toàn những cái mẫu loa gần zin thôi. Em chỉ chọn những cặp gần zin để bán cho các bác thôi. Đó các bác, những cặp này thì gần của nó rất còn rất rất đẹp luôn các bác nhá. Đó các bác nhìn. Đó, những cái bụi bặm này bọn em sẽ lau qua nó sẽ hết các bác nhá. Những cái bụi bặm sơ sơ này
lau sẽ hết thôi. Các bác nhìn siêu siêu đẹp luôn các bác. Siêu đẹp luôn, những cái bốt 6 này 1 CD3. Đấy, bóc hết ra cho này. Một dàn luôn các bác nhá. Một dàn này, lô này về được khoảng độ cũng gần chục cặp các bác nhá. Đó, lần này về cũng gần chục cặp bốt 6 1 CD3. Đó, các bác cũng chưa thổi bụi đâu các bác ạ. Rất là đẹp các bác nhá. Nó đẹp như này thì các bác không phải bàn nhiều đó. Bây giờ hàng đẹp, siêu đẹp, chỉ bàn về giá các bác nhá. Giá thì các bác mua ở nhà em thì không ở đâu tốt bằng những cặp CD3 siêu đẹp này, giá có 41 triệu một cặp các bác nhá. Tất nhiên là những cặp này nó sẽ trùng series. Đó. Bọn em sẽ soát cho con nào. Đây này, ví dụ bọn em sẽ đánh số rồi này các bác nhá. Đây, ví dụ cặp số 2 này, đó CD 4488 này, đây 4488 các bác nhá. Đấy cặp số 2 này, đây cặp số 3 này sẽ có số với nhau các bác nhá. Đấy những cặp CD rất đẹp này, 4488 các bác. CD rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy các bác, rất là đẹp luôn. Thì các bác có nhu cầu sở hữu những cái dòng bốt 601 CD3 này các bác nhá, thì các bác hãy nhắn tin cho em. Hàng siêu đẹp luôn đó các bác. Thì càng kiệt là bụi bặm là siêu đẹp các bác nhá. Các bác có nhu cầu sở hữu thì các bác chơi những dòng bốt 601 CD3 này thì em nói luôn rồi, những bác nào biết chơi thì không phải bàn đó. Những bác nào đầu tư đến những dòng bốt này rồi thì không phải bàn các bác nhá. Nhưng mà nếu các bác tập nhập môn chơi bốt, tập chơi bốt các bác nhá, bắt đầu nhập môn chơi bốt và bắt đầu muốn mua một cặp loa chất lượng để các bác chơi Tết, đó vừa nghe vừa hát và đặc biệt là chịu đòn rất là tốt mà nghe nhạc đỉnh cao luôn. Có khó dòng loa nào một bé như này kêu tiếng lớn như này và nó chắc gọn đó các bác, chất âm của nó hay như bốt mà lại có thể hát karaoke được. Đồng ý giữa rất nhiều dòng mẫu loa hát karaoke được như BMB 2000C, những dòng loa full các bác nó hát karaoke được nhưng mà nó không thể nghe nhạc hay như này các bác ạ. Đó, nhưng mà một cái thứ mà loa bốt ngày xưa thì nó là một nhược điểm, đó là giá nó quá đắt các bác ạ, giá quá đắt luôn. Nhưng bây giờ loa bốt những cái hàng dòng này giờ giá quá tốt rồi, 8 triệu đồng một cặp này và 41 triệu một cặp 601 CD3. Đây là dòng đẳng cấp nhất của bốt các bác nhá. Đó, tiếp tục đây các bác, em sẽ chuyển qua đây. Hôm trước có rất nhiều bác hỏi cái dòng monitor AV căng đỏ các bác nhá. Đấy, bốt AV này các bác siêu đẹp luôn các bác nhá. 301 AV. Đó, em bóc cho, bóc cho anh cái căng ra rồi bóc cho anh cái loa ra để anh check cái tuyến loa các bác xem các bác. Nó sẽ có bẩn các bác nhá, về vệ sinh em sẽ lau sạch hết những cái này các bác yên tâm. Đó, siêu đẹp luôn các bác, không phải bàn được các bác ạ. Đây các bác, siêu đẹp đó các bác. Thì đây là một trong những cái dòng loa bốt mà rất nhiều bác thích đây các bác, AV301 AV. Dòng này giờ ngày trước nó giá toàn 15 16 triệu các bác ạ, nhưng bây giờ giá rất là rẻ các bác nhá. Em để các bác giá chỉ có 13 đồng rưỡi thôi, giá cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Đó, giá siêu rẻ luôn, 13 đồng rưỡi được các bác nhá. Đó. Thì những cái dòng AV 301 AV này đó các bác, về bản chất các bác nhá, ruột nó là như CD3, ruột là như bốt 301 CD3. Còn vỏ nó thì nó dày dặn hơn. Nó có dòng này thì bình thường đắt hơn CD3 cơ. Đó, bây giờ thì các bác giá chỉ có 13 đồng rưỡi thôi. Đó, đây nữa này. Bóc lên cặp bốt này nữa. Đây là một cặp bốt rất là khủng và hiếm đấy các bác nhá. Cặp bốt này thì nói chung là một video em báo giá rất là nhiều những cái mẫu mới về. Các bác xem thì có rất là nhiều hàng các bác ạ. Bóc vào cho anh. Đó. Đây các bác, bốt này thì nó là dòng bốt bát 25 các bác nhá. Đó, bốt này là bốt 4000. Đó các bác. Cặp bốt 4000 một chép giấy các bác. Cặp này thì nghe nhạc cực kỳ đỉnh luôn và hát karaoke rất tốt các bác nhá. Chép giấy là cái chép giấy cỡ lớn các bác nhá. Một cái chép giấy côn lớn, đó củ lớn. Chép giấy này thì nó là các bác nhìn nó một chép thôi nhưng mà nó có công suất rất là cao. Và bát nữa các bác ạ, bát 25 luôn. Đặc trưng là bốt thì em thấy chỉ có 501 và con này nó có cái bát khủng như này các bác nhá. Có gần zin nó đây các bác, gần zin. Đây là gần chưa thay các bác nhá, gần zin chưa thay. Đó các bác. Em kỵ rất là mạnh các bác nhá, em kỵ rất mạnh các bác nghe thấy không? Đó các bác, test gần các bác nhá, gần zin như này, đẹp này các bác ạ. Quá chất luôn. Con bốt này thì anh em nhấc cả hai chiếc ra để xuống dưới cho anh. Cái bốt 4000 này là hàng hiếm các bác nhá, hàng cực kỳ hiếm luôn. Tất nhiên nó có thể vừa nghe vừa hát được nhưng mà nó dạng loa dạng thùng các bác. Thì cái bốt 6000 này thì anh em bán trên thị trường dao động toàn là 9 triệu với lại 11 triệu thôi. Đó các bác, cặp này rất là hiếm các bác nhá. Nhưng em để các bác cặp này rất là rẻ luôn. Bắt đầu lấy để các bác giá 8 triệu rưỡi thôi. Đó các bác, rẻ như thể 301 CD2 thì các bác như nào ạ? Bát 25, hai lỗ thông hơi các bác. Bốt này rất là chất các bác nhá. Bác nào mà để cặp này ở phòng thì đúng đẳng cấp luôn các bác. Rất hàng rất là hiếm, dị các bác nhá, hàng hiếm mà dị. Có 8 đồng rưỡi cặp này thôi các bác nhá. Các bác nghe không nhầm đâu, bát 25 luôn. Đó, cặp bốt này, cái gấu này các bác, cái củ của nó gấu quá các bác. Đây này. Bốt 4000 các bác nhá. Đó, bốt 4000. Đó, những dòng này made in USA các bác nhá. Bốt Mỹ lòi các bác, đẳng cấp luôn, thùng đen vân gỗ các bác. Đó.
Giá có 8 đồng rưỡi rồi, giá quá rẻ luôn các bác nhá. Siêu rẻ rồi, bây giờ em sẽ bóc cái lô súp ra các bác đây này. À, em bóc hết cái súp ra cho anh xem à. Đấy, đây là các bác. Tiếp tục này, về được hai con bốt lời các bác. Bốt lời 201 CD4 này các bác nhá. 201 CD4. Đó, chưa đến 4 triệu một cặp này các bác ơi. Ngày trước toàn là 4 triệu 8, 5 triệu. Bây giờ cặp bốt này để các bác giá có 3 triệu 8 được rồi. 3 triệu 8 các bác nhá. Chưa đến 4 triệu luôn. 3 triệu 8 các bác. 3 triệu 8 một cặp thôi các bác. Bốt 301 à 201 CD4. Đây các bác. 201 CD4 các bác nhá. Đây. Để ngửa con nào nhìn nó rõ các bác đây. 201 CD4. Đó, dạo này made in Mexico hết các bác nhá. Made in Mexico hết luôn. Đó các bác. Đó. Những cái bốt nhỏ này thôi nhưng mà đánh cực kỳ lực các bác nhá. Đó các bác. 3 triệu 8 một cặp bốt 201 CD4. Em bóc cho anh cái thùng con này ra. Bóc thùng ra. Đó các bác. Nhiều hàng lắm các bác ơi. Riêng bốt thì cuối năm này em sẽ chú trọng đánh bốt cho các bác xem. Chú trọng để các bác mua loa bốt các bác. Tất nhiên những dòng loa Nhật em có rất nhiều. Chú ý con dao quệt vào cái bốt 601 em. Đó, tất nhiên là loa Nhật thì nhà em có 3.000 rồi. Rất là nhiều loa Nhật các bác nhá. Cực kỳ nhiều các bác. Rất nhiều luôn. Đây các bác nhá. Đây là bốt. Nhấc lên cho anh phát. Nhấc lên giúp anh cái loa này để cho xem nó sáng. Anh ngửa ra cho anh. Đấy các bác. Gần zin nó các bác nhá. Gần zin này các bác nhá. Dòng này gần vải lụa nên là các bác yên tâm không phải thay gần. Đó các bác. Chép của nó đây các bác ạ. Đó. Đây là một dòng loa lời. Đó các bác. Dòng loa lời của thằng bốt 201 CD4. Đó các bác. 3 triệu 8 một cặp này thôi. Đó các bác. Rẻ đến như vậy các bác nhá. Siêu đẹp luôn. Đây căng zin các bác nhá. Đó. Đây qua đây là bắt đầu súp này các bác. Và những con súp này. Đó các bác, súp đây. Toàn súp khủng các bác nhá. Toàn súp Mỹ khủng thôi. Đây các bác. Đây là cái đèn theo logo này. Đèn của nó là ra logo đấy các bác nhá. Logo có đèn LED này các bác. Đó, đây là con súp này. Dây nó đây các bác. Nó lưu giúp em nhá. Mở căng cẩn thận là đứt dây các bác. Thì đây là con súp này, súp Mỹ. Đó các bác. Cái chân nó bằng đá các bác. Chân nó bằng đá luôn các bác. Chân nó bằng đá các bác nhá. Bằng đá dính vào đây luôn. Các bác nhìn chất không các bác. Rất là khủng luôn con súp này. Nó súp này súp bát 25 các bác nhá. Rất gấu luôn những con súp Mỹ này. Những con súp Mỹ gấu này nó mới thể phang được. À, đây con súp này mã của nó là gì đây? Báo giá từng con một luôn. Con này là Velodyne. Các bác thương hiệu tên nó là Velodyne. Đấy, made in USA. Một bát ở dưới. À, một bát ở dưới là ngửa lên cho anh. Ngửa ra cho anh. Đấy, nó bát 25 và bát 30 luôn các bác nhá. Dã man luôn. Đây các bác. Đây còn bát trống này các bác, bát trống 30 này các bác nhá. Còn súp này các bác lên karaoke chấm hết luôn các bác. Đó, súp này cực kỳ hay các bác nhá. Còn súp này là bát 1 bát 25 cộng 30 các bác. Hàng khủng, đây xem công suất đây, công điện là 117V, súp Mỹ. Đó, 117V các bác. Đó, súp Mỹ made in USA các bác nhá. Con này đây, thương hiệu của nó đây các bác. Đó em dựng lại lên cho anh phát. Rất là khủng luôn các bác nhá. Đó, con này để các bác giá rất là rẻ luôn. Còn súp này để các bác giá chỉ có 9 triệu rưỡi rồi các bác nhá. Rất khủng luôn các bác. 9 triệu rưỡi con súp rất to các bác nhá. Súp cực kỳ to luôn. Đó. Tiếp tục đây một con súp 30. Nhắc cho anh cái căng này nhá. Đấy, súp 30 Infinity các bác nhá. Súp 30 Infinity. Đó, vô cực các bác. Đấy. Đây các bác, bát Infinity đặc trưng rồi các bác nhá. Màng Infinity đặc trưng như này các bác nhá. Đó. Súp này khỏi nghĩ luôn. Con súp này có thể karaoke được. Em nhắc quay cho anh phát. Nó hơi nặng. Đây các bác nhá. Súp con này là súp RS12 các bác. Súp Infinity cắt tần thì đầy đủ này các bác. Đây phần cắt này, cắt cốt nó này, lever này các bác. Đó, đây tín hiệu vào này. Hai lever và no lever các bác nhá. Đó, đi vào dây loa các bác, đi đường hai lever này, đi bằng đường từ vang xuống này các bác. Đó. Infinity các bác nhá. Đó, đây là những cái dòng súp Mỹ. Cũng là đây con này này, 600W các bác nhá. Còn súp này 600W này. Đó, điện 100 đến 140V. Đấy, đa cầu điện các bác nhá. Các bác có thể chọn đa cầu điện của nó. Nó có cái cầu chọn điện các bác. Đấy, cầu chọn điện rút cái này ra này các bác. Đó, em đang để điện ở đây là điện 200 đây, số 220V này nhỏ nhỏ các bác. Đó, 600W luôn, còn súp Infinity siêu khủng này. Đó, còn súp này em xem giá rồi. Để các bác giá rất là rẻ luôn. Cái súp Infinity này của nó mã là súp Infinity Bat 30 này. Đây các bác. RS12 các bác nhá. RS12 Infinity này.
Em mới để các bác giá là con súp này để các bác giá là 10 triệu rưỡi các bác nhá. 10 triệu rưỡi, 600 watt con súp này luôn. Đấy, những con súp gấu này nó mới karaoke được các bác ạ. Nó phải gấu này. Bát nó phải khủng như này các bác nhá. Đó, bát rất khủng luôn. Đó các bác, hàng gấu luôn các bác nhá. Đây bên đây nữa, con này là súp Calip đây các bác. Đấy, súp Calip này, công suất của nó là công suất của nó nếu mà ghi đây 230V 1.0A thì nghĩa là công suất nó sẽ khoảng độ 230W các bác nhá. Công suất nó khoảng gần đấy các bác. Đó, công suất nó khoảng 230W đến 260W. Đấy, con này công suất của nó đây. Con này của nó đây là 117V. Và 1A max này, 1A max nghĩa là nó cũng phải dao động khoảng độ, cũng không biết ghi công suất ở đây bao nhiêu. Con súp này, hai bát này cũng rất là kinh các bác nhá. Rất nặng, em nghĩ con này cũng phải tầm 300-400W trở lên thôi. Những con súp khủng này. Đó, đây em sẽ để các bác con Calip này nữa này. Súp này là điện 220V các bác nhá. Đây là hàng này là hàng suốt các bác nhá, hàng đời cao. Em quay cho anh xem made in gì đây. Các bác lưu giúp đây là toàn súp xịn, súp bãi của em nhá các bác nhá. Đây là súp đời cao. Đó, cái lỗ thông hơi của nó rất là lớn đấy các bác. Phía trước là bát bao nhiêu này. Bát giới ngửa cái bát cho anh xem nào. Con Calip này. Con Calip này rất là khủng các bác ạ. Đây. Đây rồi, nó có mãi rồi. Calip súp 10 230V, súp này 10 inch đó nhá, súp này súp 10 inch Calip. Còn súp Calip này bác nào có nhu cầu lấy thì súp Calip bát 25. Em lấy các bác con này là con này lấy các bác giá là 6.9 triệu các bác nhá, chưa đến 7 triệu các bác, bát 25 cân béo cân cao su. Đó, bên đây cũng là súp Calip đấy đây. Súp này là súp súp sâu dynamic à. Súp sâu dynamic. Cái dòng súp này con súp này là súp bát 25 các bác nhá. Súp bát 25 toàn những thương hiệu Mỹ rồi các bác. Để các bác giá súp dynamic này để các bác giá là 6.8 triệu các bác nhá. 6.8 triệu made in Canada các bác, toàn súp rẻ luôn. Để các bác giá rất là rẻ made in Canada các bác nhá. Em báo giá nhanh các bác, rất là khủng luôn. Đó. Còn đây súp Avon này các bác, súp Avon này. Đó, súp Avon. Con này công suất của nó là 250W các bác nhá, toàn súp khủng luôn, 250W, điện 110V các bác. Con này là súp của mã của nó là Avon AV450S các bác, súp Avon. Đó, súp Avon. Bát của nó là bát đây các bác. Đây em gửi cho anh cái đít của nó lên xem nào. Cái súp Avon này các bác thông cảm các bác nhá. Video sẽ hơi dài, bảo ra súp này là rất là nhiều súp các bác. Cái súp Avon này là để các bác súp này súp 30 các bác nhá, súp 30 Avon. Đấy, để các bác giá con này là 7.8 triệu các bác nhá. 7.8 triệu, giá rất là rẻ luôn, công suất cao các bác. Súp Mỹ, made in USA các bác nhá. Avon made in USA. 250W các bác, 250W, điện 120V. Điện 120V các bác nhá. Đó. Bát 30 giá quá rẻ luôn. Đây, súp Delta này, còn súp này hàng gấu này các bác, súp Delta này nhỏ thôi, bát 25 thôi nhưng rất gấu. Thùng cực kỳ gọn các nhá, bóng piano luôn. Đó, con súp Delta này, bóng piano. Đó. Súp Delta này em để các bác giá là 5 triệu rưỡi, nhấc nhấc cho anh xem nào. Đây, hai lỗ thông hơi phía trước. Súp Delta các bác nhá. Súp Delta, thùng bóng piano. Nặng trịch luôn, con này rất gấu và đẹp. Bác nào hát karaoke với lò bốt, con này chấm hết luôn. Đó các bác, súp Delta. Điện của nó là điện 115V đến 230V đa cầu điện các bác nhá. Đó các bác. Công suất của con này dao động khoảng độ 200W trở lên các bác, nặng cực nặng luôn. Nói chung là không ghi công suất đây. Những dòng súp này không hiểu tại sao không ghi công suất đây các bác. Nó không ghi công suất đây luôn các bác nhá. Những dòng súp Mỹ này rất là nặng luôn, con súp này nặng hơn con này em nhỉ. Rất nặng luôn. Con này rất nặng các bác nhá, lưu giúp em. Giá rất tốt luôn. Đó, còn đây nữa. Đấy, nói chung là mấy con súp này em báo giá sau thì các bác, nhiều súp quá luôn các bác nhá. Đấy, em có mấy con âm đi đài thế này. Đây mấy con âm đi đài thế này. Đó, con mấy âm đi đài ở đây là hàng công Mỹ hết rồi các bác. Quay cho anh mặt trước này này. Mấy con đài để các bác giá rẻ này. Con đài này là con Kenwood 2006 này. Đó, để các bác giá con này là 2.9 triệu các bác nhá, con đài này. Đó. Để các bác 2.9 triệu thôi, đánh hai cầu AB cộng B các bác, điện FM 108 2.9 triệu các bác nhá. Các bác hồi gỗ mặt hơi cánh một tí đây, nói chung là có 2.9 triệu con đài thôi, giá quá rẻ luôn các bác nhá, 2.9 triệu thôi. Nó còn ở dưới đây này, mấy con đài gọi là mấy con đài các bác chơi bát 25 này, chơi là cổ này các bác. FM 108 hết các bác nhá. Đó con đài này nó là Kenwood đấy này, đài Kenwood
KS4000 đúng không? Rất là đẹp các bác nhá. Size 43, 45 thì các bác chơi những con này. Cũng vỏ gỗ luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đây vỏ gỗ đây. Vỏ gỗ rất đẹp các bác nhá. Đó, con này để các bác cũng có 3 triệu thôi, giá rất là rẻ các bác nhá. Đó, giá quá rẻ luôn, có 3 triệu đồng thôi các bác. Con đài rất là rẻ. Đây bên đây nữa đây. Đấy, toàn âm đi rẻ thôi các bác nhá. Đây các bác, con đài nữa đây, nhắc cho anh con Technic này ra. Đấy, có con âm ly Technic này các bác. Còn Technic đài này. Nói chung là em để các bác giá rẻ hết thôi. Đây là hàng công Mỹ hết. Công suất con này là 190W, 190W để điện 120V suất Mỹ. Nếu em 108 các bác nhá, chơi bát 30 thoải mái luôn. Hồi gỗ rất là đẹp các bác nhá. Đó. Con đài này để các bác giá có 3 triệu rưỡi này các bác nhá. 3 triệu rưỡi thôi, SA 3000 Technic. Đó, mấy con đài này gọi là đài cỏ các bác nhá. Nhưng mà FM108 giá rẻ như âm đi cỏ luôn. Đó, 6-7 NDA này. 5-7 NDA siêu mới này các bác, 6-7 NDA. Đó, con này để các bác giá 11 triệu. Đấy, 11 triệu thôi, giá rất là rẻ các bác nhá. 5-7 NDA để các bác giá 6.9 thôi, siêu đẹp luôn các bác nhá. Toàn mới đét thôi. Đây có con đài nữa này các bác. Đây có con đài nữa này. Con Onkyo này, con đài này rất là hay các bác nhá. Bóc cho anh cái mặt cho các bác. Em báo giá nhanh hết các bác luôn. Định quay trong video báo giá âm đi sau nhưng mà đây nó về theo mấy con đài này. Đài nặng nó, đây em đang dọn bỏ mấy con đài cỏ trong nhà em các bác nhá. Hôm rồi em quay rất nhiều âm đi đài khủng. Đây những con đài cỏ trong nhà em, nhưng mà đài cỏ rất là hay. Con TX 3000 các bác, con này nổi tiếng các bác nhá. Có hai đèn vu rất lớn này các bác, hai đèn vu này, một đèn single. Con này rất gấu các bác nhá, chơi bát 30 thoải mái luôn. TX 3000 cực kỳ hay luôn các bác nhá. Con này có những anh em bán lên đến 8 triệu rưỡi luôn. Em quay nhấc cho anh cái phía sau. Tiếng cực hay các bác nhá, con TX 3000 rất nặng mà gấu luôn. Con này. Đây này, 310W này các bác. 120V này các bác, rất là khủng các bác nhá. Con này thì tiếng rất hay luôn, bóc hết cho anh. Bóc hết cho anh lưng này. Đấy, bác nào lấy con này giá rất rẻ luôn. 5 triệu 8 này các bác nhá. Đài rất gấu và đẹp luôn. Chưa vệ sinh. Con này anh em bán lên đến 7 8 triệu luôn. Đấy các bác, giá 5 triệu 8 rất khủng các bác nhá. Tụ một to đùng này các bác. Đấy, rất khủng luôn. 5 triệu 8 con đài này thôi các bác nhá. Rất khủng, tiếng con TX 3000 này khỏi nghĩ luôn. Mặt đèn quắc rất là đẹp đấy các bác. TX 3000 hàng hiếm đấy các bác nhá. Con này tiếng cực hay luôn. Bắt đầu chơi con này rồi cách đây khoảng 3 năm trước bán con này rồi, tiếng rất hay. Đó, ngoài ra thì còn rất nhiều âm ly nữa. Các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì nhắn tin cho em. Em hiện tại em báo giá các bác hàng về. Hiện tại cái B1B 900C đây các bác nhá. Đó, 900C này các bác lấy cứ 9 triệu rưỡi một cặp. Đó các bác. Cứ 9 triệu rưỡi một cặp 900C em về rất nhiều hàng các bác nhá. Đó, lựa chọn những cặp 900C đẹp tuyển chọn luôn. Góc cạnh luôn các bác nhá. Đẹp tuyển chọn góc cạnh luôn, 900C các bác chơi. Đó, góc cạnh luôn. Những cặp này có chơi hát karaoke Tết thì yên tâm luôn. Như 900C là dòng hay nhất của BMW rồi các bác nhá. Không phải bán nhiều các bác. Đẹp, siêu đẹp luôn. Đó, các bác, siêu đẹp luôn các bác nhá. Đó. 900C. Bóc hẳn ra, giật cho cái căng ra. Đó, các bác thông cảm với em là hàng nó nhiều quá, quay nó không có một cái nhất định nào cả. Các bác cứ thích cái gì là quay cái đấy thôi. Đó, các bác, siêu đẹp luôn. Những cặp này gần còn zin hết các bác nhá, chưa phải thay gần. Vâng, rất đẹp luôn. Gọi những cặp 900C gần zin. Siêu đẹp luôn các bác. Siêu siêu đẹp luôn. Bám tí bụi đây các bác. Rất đẹp. Đó, có 9 triệu rưỡi một cặp rồi. Bao rẻ nhất thị trường và đẹp nhất luôn. Đó, em xin kết thúc video tại đây. Các bác nhu cầu lấy sản phẩm thì nhắn tin cho em. Xin kính chào các bác.